Sau khi chúng ta hiểu được cái điều này Không luận ở trong đời sống Không luận ở trong học tập Không luận ở trong công việc Càng là gian nan Càng có lòng nhẫn nại Nhất định Không thể bao trao Bao trao thì nhất định hư diệt Không thể thành tựu Cẩn trọng Quan sát tỉ mỉ mà xử lý sự việc chắc chắn làm đến được viên mãn làm được thành công không luận đối với người với việc với vật đều phải bồi dưỡng lòng nhẫn nại đối với thuận cảnh người thiện phải có lòng nhẫn nại phải có thể nhẫn nhẫn cái gì không thể đọa ngay trong tình duyên nếu như đọa ở trong tình chấp phiền phức lớn đến sau cùng phải làm sao liệt khỏi thì phải thống khổ Ái biệt ly khổ, liền đến. Cho nên, thuận cảnh người thiện, người xưa dạy chúng ta, quân tử chi giao đạm như thủy. Đây là đối với thuận cảnh người thiện. Khi liệt khỏi không có thống khổ, cái này phải nhẫn nại nhà phật gọi là phải hóa cảm tình thành lý trí trên kinh nói tình cùng trí là một thứ là một sự việc khi mê thì gọi là tình khi ngộ thì gọi là trí trí khi phân ly trong lòng sẽ không có ảnh hưởng gì tình thì có ảnh hưởng cho nên đối với thuận cảnh phải xem được rất nhẹ nhất định không có chút chấp trước không sanh tình chấp đối với nghịch cảnh ác duyên người ác gặp nhau trong lòng cũng phải thanh đạm tan nhạc không xanh oán hận thuận cảnh nghịch cảnh vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng không có công phu nhẫn nại bạn không làm được tâm thanh tịnh bình đẳng là đại đạo là phật đạo là bồ tát đạo vào thời xưa người xuất gia tu hành không có cái công phu này không có tư cách ra ngoài tham học hay nói cách khác lão sư nhất định bảo bạn ở bên cạnh Không được rời khỏi lão sư Vào lúc nào Lão sư sẽ bảo bạn ra đi tham học Không nên theo lão sư nữa Khi bạn đạt được cái công phu này Bạn mới có tư cách ra đi tham học Tham học cái gì Tiếp xúc quần chúng xã hội rộng lớn Bạn có năng lực Bạn có bản lĩnh Trong thuận cảnh không sanh tham ái Trong nghịch cảnh không sanh sân hận ở ngay trong tất cả người sự vật tu giới tu định tu huệ giới định huệ ở nơi nào hoàn thành xã hội không liệt khỏi xã hội không liệt khỏi đời sống không liệt khỏi công việc ở ngay trong đây hoàn thành người ta vừa tán tháng sanh tâm hoan hỷ chỉ mấy câu hủy bán phải tức giận hết mấy ngày là một phàm phu không phải người tu hành cho nên chính chúng ta phải ghi nhớ phải tường tận nếu như chúng ta cũng có loại tình huống này mà nói vậy thì, thì chúng ta học phật học được nhiều năm như vậy là uổng phí rồi một chút công phu này cũng không có làm sao bạn có thể thành tựu thứ tư tinh tấn ba la mật tấn là tấn bộ người thế gian thường nói không tiếng ắt lùi phật pháp cũng vậy bạn tiến bộ không những tiến bộ mà còn tinh tấn tin là chuyên tin tin thuần thuần mà không tạp tiến bộ cho nên tin tấn dùng được rất có đạo lý làm thế nào mới gọi là tin tấn quyết không xen tạp ý niệm tự tư tự lợi ở trong đó đó gọi là tin tấn xen tạp chút ý niệm của chính mình ở trong đó thì sai nếu dùng lời của phật pháp mà nói chính tướng thì sai rồi thì không phải tin tấn lìa tướng mới là tin tấn cho nên trên kinh kim cang dạy chúng ta lìa tất cả tướng tu tất cả thiện đó là thật tin tấn nếu như dính tướng tu thiện đó chỉ có tấn không thể gọi là tin tin giảng giải cái chữ này chính là lìa trí tuệ tướng lìa tất cả tướng là cái gì ngã tướng ngã tướng phía trước đã nói qua với các vị rất nhiều ngã tướng chính là chấp trước nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng ba loại này là phân biệt trong thuật ngữ phật học nói ngã tướng là phiền não chướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng là sở tri chướng bạn có thể viễn ly tất cả phân biệt chấp trước hai chướng hai loại chướng ngại liền không còn hai loại chướng ngại đoạn hết rồi trong tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã đức tướng liền thảy đều hiện tiền như lai trí tuệ đức tướng ngày nay khó khăn nhất của chúng ta là chấp trước chấp trước kiên cố chấp trước cái gì? chấp trước có cái ta. Khởi tâm động niệm không quên đi ta. Tôn nghiêm của ta khi bị tổn hại, thể diện của ta khi bị tổn hại có đáng lo hay không? Làm gì có thể diện? Thể diện ở chỗ nào? đều là một huyễn tướng. Xin nói với các vị chư phật bồ tát không cần thể diện chư phật bồ tát không cần tôn nghiêm không có người nào không tôn kính các ngài người thế gian thích thể diện cần tôn nghiêm muốn tôn nghiêm không có được tôn nghiêm muốn thể diện kết quả là không có thể diện vì sự tôn nghiêm vì cái thể diện chấp trước kiên cố không thể nhẫn nhục chứ phật bồ tát không cần tôn nghiêm không cần thể diện cái gì cũng đều có thể nhẫn người ta thành tựu giới định huệ tam học thành tựu tam huệ của bồ tát cho nên quan niệm sai lầm của chúng ta cách nhìn cách nghĩ sai lầm quá nhiều quá nhiều Chúng ta phải sâu sắc thể hội cái đạo lý này Nhất là Kinh giáo của Phật Ý tài ngôn ngoại Sâu rộng vô tận Chúng ta không tỉ mỉ mà thể hội Bạn làm sao có thể thấy ra được Không những phải tỉ mỉ mà thể hội Phải nỗ lực mà làm. Bạn mới chân thật hiểu được ý của Phật. Bạn không thể nỗ lực mà làm, bạn có nghiên cứu thế nào, làm thế nào suy đoán, kết quả bạn đều đem cái ý này hiểu sai, hiểu không hết ý. Sự việc như vậy từ xưa đến nay quá nhiều cho nên phật pháp phải nỗ lực mà làm không nên nói xuống chăm chỉ nỗ lực làm mới có thành tựu chân thật khi chúng ta mới học tin tấn tôi khích lệ các đồng tu học một môn chuyên vào một môn thành tựu trí tuệ chân thật vào thời xưa quan niệm lý luận giáo học hoàn toàn khác với người hiện tại được mất trong đó chúng ta phải tường tận người trung quốc các vị tỉ mỉ mà đọc qua lịch sử bạn đọc lịch sử trung quốc đọc lịch sử các quốc gia dân tộc khác thế giới sau đó bạn tỉ mỉ làm một cuộc so sánh bạn liệt hiểu rõ người trung quốc chân thật có trí tuệ sức sáng tạo rất mạnh hơn nữa rất phong phú tại vì sao người trung quốc hiện tại biến thành ra như thế này luôn ở phía xa sau người phương tây nguyên nhân tuy là rất nhiều thế nhưng cái nguyên nhân thứ nhất đánh mất đi tự tin dân tộc mất lòng tin đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đi theo phương tây tạo thành tai nạn của ngày nay chúng ta không thể không biết thực tế mà nói người biết được thật là quá ít tại vì sao không biết lỗi không đọc sách chúng ta ngay trong lúc giảng giải thỉnh thoảng cũng sẽ đề khởi lên người trung quốc chân thật có trí tuệ không luận xem bất cứ việc gì xem được rất sâu xem được rất xa chứng minh họ có trí tuệ họ có sức định họ có lòng nhẫn nại hiểu được ngừa quấy dứt ác Cho nên giáo học thời xưa Hiểu được tinh tấn Hiểu được cái đạo lý này Giáo học của Nho cùng Phật Đạo gia cũng không ngoại lệ Chính là trong Phật Pháp nói Cầu căn bản trí Khai hậu đắc trí Trí tuệ mới có thể hiện tiền Cái gì gọi là căn bản trí? Trên Kinh Bát Nhã đã nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri Vô tri chính là căn bản trí Cho nên giáo học của chúng ta Từ xưa đến nay Xem trọng ở nơi đức hạnh Giáo dục tiểu học Chúng ta xem trong lễ xưa ghi chép Trẻ nhỏ 7 tuổi Tụ ngoại phó vào thời xưa Đại gia đình Có phần Nội ngoại Nội diện Là quyến thuộc ở Khách không thể bước vào nội diện Cho nên trong nhà Mời lão sư Lão sư ở bên ngoài ngoại diện trẻ nhỏ từ 7 tuổi trở lên có thể đi học rồi đi theo lão sư. Lão sư dạy cái gì? Giáo dục đời sống. Tiểu học là giáo dục đời sống. Người hiện tại không hiểu được đời sống. Dạy cái gì? Dạy tưới đất, quét nhà. Ứng đối dạy bạn biết được làm thế nào phụng hành lão sư hầu hạ lão sư nó là một giáo dục thực tiễn không phải miệng nói hoàn toàn ở ngay trong đời sống sau khi bạn học xong rồi ngay đời này bạn liền biết được làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ hiếu dưỡng cha mẹ từ nơi lão sư mà học được giáo dục đời sống Từ 7 đến 12 tuổi Đi học Chỉ dạy câu đọc Không hề giảng giải Chỉ ngày ngày bảo bạn đọc Lão sư xúc tiến bạn Xem trình độ của bạn Trình độ của bạn cao Đại khái mỗi ngày Có thể đọc 20 hàng, 30 hàng Từ trước giờ học là Điếm số hàng Một hàng 20 chữ Một mặt 10 hàng 10 hàng thì 200 chữ Trí tuệ cao Đại khái một ngày có thể đọc 6-700 chữ trình độ kém thì đại khái mỗi ngày có thể đọc 7-80 chữ. 4-5 hàng. 4 hàng 80 chữ, 5 hàng 100 chữ. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Đọc 10 lần có thể thuộc. Lấy cái này làm tiêu chuẩn. Lão sư dạy cho bạn rồi, bạn đọc 10 lần, xếp sách lại, đọc thuộc cho ta nghe qua. Lấy như vậy làm tiêu chuẩn mười lần không thể thuộc vậy thì giảm đi số hàng mười biến có thể thuộc có thể thuộc được rất tốt có thể thêm dài hàng dùng phương pháp này để trắc nghiệm mỗi một học trò trình độ không như nhau vào lúc đó gọi là thượng sách thượng sách số hàng không như nhau mười lần có thể thuộc Lão sư ngồi đó lắng nghe Bảo chúng lớn tiếng mà đọc Đọc một trăm lần Chiếu theo sách đó Đọc một trăm lần Đây là thông minh Trình độ hơi ngu độ một chút Đọc hai trăm lần Ngày ngày học thuộc sách Đọc sách để làm gì? Tu căn bản trí bạn phải biết trẻ nhỏ nếu không ép chúng như thế Cái đầu óc nhỏ bé đó của chúng cũng sẽ nghĩ tưởng sằng bậy Nghĩ tưởng sằng bậy thì tạo nghiệp Không cho phép chúng nghĩ tưởng sằng bậy Dùng phương pháp này giúp chúng tu định Tu tâm thanh tịnh Trong thời gian 5-6 năm này Giúp chúng trưởng thành Tâm địa của chúng thanh tịnh Tâm địa thanh tịnh thì khai trí tuệ tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ. Cho nên đến 13 14 tuổi vào thái học, ngày trước không có trung học, thái học là quốc gia lập. Bước vào thái học đều là công phí. Phí dụng đời sống của bạn là quốc gia phát cho. Việc này trên sách xưa chúng ta đều xem thấy. trong thái học đọc sách vậy thì càng thoải mái đại khái một lão sư dạy mười mấy học trò không có nhiều hiện tại gọi là một lớp nhỏ nhân số người nhiều tinh thần lão sư chăm sóc không hết từ trước lão sư lý nói với chúng tôi chân thật là một lão sư tốt dạy học tốt học trò nhất định không được vượt qua mười người tinh thần của lão sư hoàn toàn có thể chăm sóc được trong Thái học giảng giải Giảng cái gì? Bạn ngày trước đã học Những sách đã đọc Và lúc này nghe lão sư giảng giải Các bạn cùng nhau nghiên cứu thảo luận Đi học thật an vui Bởi vì sách bạn đều đã học thuộc qua rồi Lão sư cũng đã thuộc qua Cho nên giảng học trong thái học Đều không cần dùng đến sách Nói chương thứ mấy, hàng thứ mấy Đều thuộc được Rất rõ ràng Cả đời đều không thể quên đi Đến 80, 90 tuổi Viết văn chương dẫn chứng kinh điển Không cần phải đi tra sách Làm gì như hiện tại vào thư viện để tra sách Thì thì bị cười chê Giáo học ngày trước không giống như hiện tại chúng ta Giáo học trí tuệ giáo học hiện tại hiện tại là giáo học thường thức cái bạn học được toàn là thường thức không có trí tuệ cho nên trải qua đời sống khổ đến như vậy thế gian loạn như vậy không có trí tuệ cho nên chúng ta chính mình thực tại sâu sắc mà nghĩ giáo học thời xưa tốt hơn so với hiện tại giáo học hiện tại kém rất xa so với người xưa tôi năm xưa cũng dạy qua phật học viện sau khi dạy qua vài năm tôi không dám dạy nữa vì sao vậy phật học viện là giáo dục thất bại ngày nay giáo dục trường học cũng là một giáo dục thất bại Có thể dạy người huấn luyện thành công Vẫn là giáo học tư thục mới được Cho nên lớp bồi dưỡng của chúng ta nơi đây Là giáo học tư thục Chỉ có một lão sư Không thể mời lão sư thứ hai Lão sư thứ hai Vì thì cách nghĩ cách nhìn hoàn toàn khác với chúng ta Cách dạy không giống nhau Các vị sẽ học loạn Tôi học thành Tôi cùng với tiên sinh Đông Phương Mỹ Một mình lão sư Học trò một mình tôi Cùng học với đại sư chương gia Cũng là một lão sư Học trò cũng là một mình tôi Tôi từ chỗ này mà cấm gốc Vì sao thân cận lão sư Lý Bỉnh Nam Học trò lớp đó của ông hơn 20 người Không phải một đối một hơn 20 người Tôi đã có gốc quan điểm giáo học cùng phương pháp không giống nhau thành tựu không như nhau một môn thâm nhập gọi là tinh tấn hiện tại trong trường học lão sư rất nhiều khóa một rất nhiều đó gọi là gì gọi là tạp tấn bạn học được rất tạp bạn cũng đang nỗ lực cầu tiến bộ tạp tấn nói hơi khó nghe hơn loạn tấn cho nên bạn không khai trí tuệ những thứ mà bạn đã học vào trong xã hội gặp những người và sự việc một số trắc trở bạn không có năng lực để giải quyết bạn luôn luôn là làm sai đi sự việc không có trí tuệ loại phương pháp giáo học cổ xưa của chúng ta người nước ngoài không học được hiện tại người nước ngoài muốn học thế nhưng vẫn là chưa nghĩ đến chưa học đến đây là tinh túy của giáo học trung quốc kinh nghiệm mấy ngàn năm đời đời xuất hiện người hiền năng đều là phương pháp này bồi dưỡng giáo dục thành công chúng ta phải sâu sắc phản tĩnh sâu sắc kiểm điểm tương lai làm thế nào có thể phương pháp giáo học loại quan niệm lý luận này áp dụng vào giáo dục trường học hiện đại không phải không làm được có thể làm được thí dụ trường học một học kỳ có đến mấy môn học mời đến rất nhiều lão sư thực tế mà nói dùng phương pháp của trung quốc trường học sẽ bớt đi rất nhiều việc từng môn từng môn mà dạy không phải rất nhiều môn đồng thời dạy rất nhiều môn đồng thời dạy thí dụ nói một giờ đồng hồ này là học quốc văn giờ sau thì học anh văn trong đầu liền rối loạn lên mơ mơ hồ hồ nếu như nói quốc văn một môn này dùng hai tuần lễ ba tuần lễ chuyên môn học cái quá trình này họ ở trong hai ba tuần lễ này trong đầu họ chỉ có một sự việc, chuyên môn là một việc. Chuyên môn nghĩ một việc, thành tích của họ. Nhất định tốt hơn so với phân tra. Cái khóa mục này dạy xong đến tuần lễ thứ tư, chúng ta lại đổi một khóa trình khác. Tinh lực của họ hoàn toàn là tập trung, đây là phù hợp với tinh tấn nhà Phật nói. nho cùng Phật đến lúc nào mới bảo bạn học rộng nghe nhiều. Sau khi được căn bản trí, trong Phật pháp gọi là sau khi khai ngộ mới có thể học rộng nghe nhiều. Trước khi chưa khai ngộ chú trọng ở sức định một môn thâm nhập. một môn thâm nhập là tu định là tu căn bản trí cũng là tu huệ căn bản trí trong huệ đợi đến khi bạn trí tuệ khai rồi chính là vừa rồi tôi nói thuận cảnh nghịch cảnh người thiện người ác bạn ở trong cảnh giới này tâm được bình đẳng tâm được thanh tịnh bạn mới có năng lực lướt qua nhiều thứ bất cứ sách gì đều có thể đọc đều có thể học hoàn cảnh như thế nào cũng đều có thể tiếp xúc vì sao vậy bạn có thể không động tâm không có cái năng lực này thì không được vừa tiếp xúc nhất định sẽ xảy ra việc sẽ rước lấy phiền não Sẽ làm bạn thoái thất đạo tâm Học nghiệp, đạo nghiệp của bạn Đều sẽ thoái thất Bạn không có gốc Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử biểu diễn cho chúng ta xem ở trong hội lão sư của ngài thành tựu được giới đình huệ tam học cái huệ đó chính là căn bản trí giới học hiểu quy củ có thể giữ pháp định học trong tâm có chủ tể không phải bị cảnh giới bên ngoài dao động. Không luận đối với người, với diệt, với vật họ vừa tiếp xúc, họ có năng lực phân biệt. Tà chánh có năng lực phân biệt phải quấy thiện ác, có năng lực phân biệt chân vọng, đây gọi là căn bản trí. Vậy mới ra đi tham học Tham học là học rộng nghe nhiều Học được nhanh Vừa tiếp xúc Liền thông đạt Liền tường tận Làm gì mà phiền phức đến như vậy Các vị đồng tu ở nơi đây Nếu như chân thật đắm chắc Cái nguyên lý Nguyên tắc này Bạn ngay trong đời này Làm gì mà không thành tựu tôi được nhờ ở nơi lão sư hôm nay truyền thụ cho mọi người các vị đều rõ ràng đều tường tận tôi giảng kinh với mọi người không có chuẩn bị bất cứ nơi nào mời tôi đi diễn giảng tôi trước giờ chưa chuẩn bị qua vì sao vậy không thể chuẩn bị chuẩn bị rồi toàn là khô cứng không chuẩn bị tôi ở đây xem qua ánh mắt mọi người xem thấy động thái của mọi người tôi liền biết rồi tôi vẫn là sống không phải là chết tuy là sống ghi chép lại mỗi câu nói vẫn là liên thông không phải là lộn xộn không trật tự. Vẫn là có thứ tự, có điều lý, có tầng thứ. Trí tuệ là then chốt. Căn bản là then chốt. Tôi năm xưa ở dưới hội của lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm các vị rất nhiều đồng tu đều biết học năm bộ kinh phân lượng đều không nhiều a nan dẫn sự phật kiết hung kinh các vị đều xem qua như giấy này của chúng ta đại khái khoảng 5 trang 5 trang 6 trang mà thôi phật thuyết a di đà kinh số lượng cũng không nhiều tôi học bộ thứ ba là phổ hiền Bồ Tát hành nguyện phẩm Thông thường lưu thông quyển sách nhỏ này Học bộ thứ tư là Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang chỉ có hơn 5.000 chữ Sau này học một bộ Đại Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Bộ Kinh này đại khái có 5-6 dạng chữ mười năm công phu học năm thứ năm loại này đại khái trong Phật học diện thông thường tôi nghĩ có thể là một học kỳ nhiều nhất là một năm thì hoàn thành rồi lão sư dạy tôi học từng bộ từng bộ một bộ chưa học xong nhất định không được học bộ thứ hai Ông rất là không khách sáo với học trò Anh đồng thời học hai bộ Anh không có năng lực Thành thật mà nói Anh không có năng lực Hoang ngoãn học một bộ Một bộ học xong rồi Lại học tiếp bộ thứ hai Vì vẫn cần lão sư Rất nỗ lực làm thẩm tra Bạn có năng lực học tiếp bộ thứ hai hay không? dạy bạn tin tấn chuyên công đến sau khi trí tuệ khai mở rồi bạn lại tiếp xúc kinh giáo vừa tiếp xúc liền thông đạt vì chúng ta mới cảm tạ lão sư vì lão sư này chân thật là lão sư tốt chưa học qua những kinh điển này Chúng ta mở ra thầy đều biết Không một chút khó khăn nào Hoa nghiêm là một đại kinh Số lượng quá lớn Nhất là phía trước Không biết được chân thật là Không biết bắt tay giật từ chỗ nào Tôi khẩn thiết thỉnh cầu Lão sư giảng hoa nghiêm Vào lúc đó cũng có chút tư tâm Chúng tôi liên hợp 8 bạn học 8 bạn học liên hợp lại để khải tỉnh Mời lão sư giảng hoa nghiêm Lão sư đồng ý Chúng tôi rất hoa nghĩ Tôi nghe qua một quyển 80 quyển tôi chỉ nghe qua một quyển Một quyển này nghe hiểu rồi Phía sau thầy đều hiểu hết Lão sư ngày giảng ở Đài Trung Tôi thì giảng ở Đài Bắc Tiến độ tôi giảng vượt qua ngày vì sao vậy? Thầy một tuần lễ giảng một lần Tôi một tuần lễ giảng ba lần Thầy một lần giảng chỉ có 45 phút Tôi một lần giảng Một tiếng rưỡi đồng hồ Không đến mấy tháng thì vượt qua ngày rồi Cảm tạ phương pháp dạy học của lão sư Hiểu được cái gì gọi là tinh tấn rất là đáng tiếc phương pháp giáo dục tốt như vậy người hiện tại không biết chọn dùng đem nó bỏ đi học tập phương pháp của nước ngoài nước ngoài thứ tốt đương nhiên có thứ không tốt cũng rất nhiều đáng được học có không đáng để học cũng không ít chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ chúng ta có rất nhiều thứ người nước ngoài ngay đến nằm mộng cũng không nghĩ ra cái này bỏ đi thực tế mà nói thật là quá đáng tiếc tổn thất đối với quốc gia dân tộc quá to quá lớn sáu ba la mật cái thứ năm là thiền đình Ý nghĩa của thiền định là Não chính mình có chủ tể Không bị cảnh giới bên ngoài dao động Đây gọi là thiền định Không phải bảo bạn Mỗi ngày chéo chân quay mặt vô dách Không phải ý này Nếu bạn thấy sai rồi Thì bạn làm sao có thể thực tiễn Vào trong đời sống định nghĩa của thiền định Đại sư Huệ Năng Lục Tổ nói trong Đàn Kinh rất hay Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Ngoài không dính tướng gọi là thiền Trong không động tâm gọi là định kỳ thật hai câu nói này của tổ sư vẫn là trên kinh kim cang đã nói trên kinh kim cang đã nói bất thủ ư tướng như như bất động đây là thiền định chân thật chúng ta mỗi ngày không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Tiếp xúc không chướng ngại, không có ngăn ngại. Có câu là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại sinh ra ở chỗ nào? Sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước chỉ cần bằng lìa khỏi dòng tưởng phân biệt chấp trước thì sự sự vô ngại ngày nay chúng ta qua lại với các tôn giáo khác chúng ta bỏ đi chấp trước chẳng phải đều là bạn bè rất tốt hay sao rất là thân thiết So với bạn thông thường còn tốt hơn Bạn bè tri âm Không chấp trước thì không có ngăn ngại Khi có chấp trước thì phiền não liền đến Đôi bên không qua lại với nhau Rời khỏi phân biệt chấp trước Trong mười pháp giới Chướng ngại đều không có đây là nền tảng của thiền định ngoài không dính tướng trong không khởi phân biệt chấp trước đây gọi là thiền định hay nói cách khác thiền định chính là tâm chân thành Chính là tâm thanh tịnh. Giáo học của người Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay. Thực tế mà nói, trung tâm là hai chữ này. Trung hiếu. Giáo học của nhà Nho là lấy hai chữ này làm trung tâm. Giáo học của Phật pháp cũng là hai chữ này. Cái gì gọi là trung? không thiên không lệch mới gọi là trung cái tâm đó của bạn ở chính giữa một chút thiên lệch cũng không có bạn có vọng tưởng thì tâm lệch rồi bạn có phân biệt chấp trước tâm của bạn không thẳng thì bất trung trung cái chữ này tâm của bạn vĩnh viễn giữ lấy chánh trực chánh trung không có một chút thiên lệch nào đây gọi là trung trung là chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước đây là chân tâm của chúng ta đây là phật tánh chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trung không có cái tâm đó liền dặn công đi cái chữ trung đó nếu công một chút nó không thể hiện rõ được chánh như vậy cho nên văn tự của trung quốc đây là văn tự phù hiệu tràn đầy trí tuệ bạn xem thấy cái phù hiệu này liền hiểu được nó là ý gì Hiếu ý nghĩa của cái chữ này. Là biểu thị hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể. Đây là hiếu. Hiếu, cái chữ này là hội ý. Trung cũng là hội ý. Bảo bạn xem cái phù hiệu này, thế hội cái ý này. Trên hiếu là lão, phía dưới là tử. Cái ý này rất rõ ràng Thế hệ trước của chúng Thế hệ trước cùng thế hệ sau là một thể Hiện tại người nước ngoài Nói cách khoảng Cách khoảng thì tách đôi Vậy thì không có hiếu Thế hệ trước còn thế hệ trước nữa Thế hệ sau còn thế hệ sau tiếp đối Quá khứ vô thủy Vị lai vô trung Là một chỉnh thể Một cái ta Đây là bổn ý của chữ hiếu Có quá khứ hiện tại dị lai Thì có mười phương không gian Mười phương ba đời Là một chỉnh thể Đây là bổn ý của chữ hiếu Người nước ngoài không hiểu Người Trung Quốc Ngày trước phải tế tổ tiên Người nước ngoài xem thấy rất kỳ lạ Tổ tiên bạn là chưa từng thấy mặt Bạn cũng không quen biết họ Mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi Bạn còn kỷ niệm họ để làm gì? Họ không hiểu được hiếu đạo Họ không những không kỷ niệm tổ tiên Cũng không kỷ niệm cha mẹ của họ Con cái lớn lên Rời khỏi cha mẹ Có thể cả đời Không hề gặp mặt với cha mẹ cho nên người già ở mỹ rất là đáng thương đời sống tinh thần rất là thống khổ khi già đời sống vật chất có quốc gia chăm sóc mỗi ngày ăn uống ở nơi đó ngồi ở nơi đó để phơi nắng chờ chết tôi xem thấy rất là đau lòng chân thật là lời thế gian chúng ta thường nói ngồi ăn chờ chết không hề giống với quan niệm của người trung quốc giáo dục của người trung quốc thiếu niên thì bồi phước thiếu niên xây dựng nền tảng phước đức vậy chúng làm thế nào để làm người cho nên các bạn nhỏ của chúng ta đích thực là không có được loại hoạt bát thiên chân như nước ngoài thiên chân hoạt bát chúng hưởng phước trẻ nhỏ chúng ta phải học giống như người lớn vậy ngồi có tướng ngồi đứng có tướng đứng quy củ phép tắc không dám phạm lỗi chút nào vì sao vậy không cho chúng hưởng phước phải dạy bảo chúng bảo chúng làm khi lớn lên vì xã hội phục vụ vì gia đình phục vụ tạo phước tuổi già hưởng phước người nước ngoài là trẻ nhỏ hưởng phước lúc nhỏ hưởng phước hết sạch rồi cho nên họ đến già chịu khổ chúng ta thì ngược lại trẻ nhỏ bảo chúng chịu khổ một chút không hề gì khi tuổi già hưởng phước loại đạo lý này người nước ngoài làm gì hiểu được cho nên người nước ngoài đến gia đình của người trung quốc xem thấy gia đình của người Nhật Bản trưởng bối cùng trẻ nhỏ ở chung với nhau họ rất là ngưỡng mộ tôi ở Hoa Kỳ rất lâu xem thấy rất nhiều tán thán ngưỡng mộ họ thì không có thế nhưng người Trung Quốc hiện tại người Nhật Bản hiện tại không giống như ngày trước Hiện tại cùng ở với nhau Thực tế mà nói không phải hiếu thuận Lợi dụng lẫn nhau Lợi dụng người già trong nhà Làm việc nhà Tâm không giống nhau Chúng ta truy cứu khởi nguyên nhân căn bản của nó Đều là đem Trung Quốc cố hữu Loại giáo học này phế bỏ mất rồi cho nên tạo thành khốn cảnh của xã hội ngày nay đến lúc nào có thể đem những quan niệm lý luận giáo dục cổ xưa của chúng ta phương thức giáo học hồi phục lại người trên thế giới mới có thể có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật thời đại tuy nhiên ngày ngày đang tiến bộ những nguyên lý nguyên tắc này tuyệt đối không thể thói chuyển không thể thói được không luận phương thức gì những phương pháp quan niệm này đều có thể áp dụng được nó không những không lạc hậu thành thật mà nói vĩnh viễn là đi phía trước của thời đại. Chúng ta phải nhận thức được rõ ràng. Phải bám chặt đi theo đó. Thế gian mới có thể tốt đẹp. Đời sống của chúng ta mới có thể trải qua hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên không nên xem nhẹ để cảnh giới bên ngoài dao động học phật vẫn bị ngoại cảnh xoay chuyển học phật của bạn đi đến nơi nào vậy chúng ta có thể không bị cảnh giới dao động trải qua điều tốt hơn so với người khác để người khác xem thấy ngưỡng mộ Đây chính là tiếp dẫn chúng sanh Đây chính là giúp đỡ chúng sanh Họ xem thấy được, họ ngưỡng mộ Họ liền sẽ phát tâm đến học Tôi ngày trước ở Hoa Kỳ Cũng ở qua không ít thành phố và lúc đó quán trưởng hàng cũng có mỗi ngày có dư giờ ra chúng tôi đều đi ra ngoài du lịch đời sống rất là an vui một ngày từ sớm đến tối luôn mở miệng cười những người mỹ bên cạnh xem thấy liền đến hỏi thăm các người vì sao an vui đến như vậy họ rất là ngưỡng mộ và lúc đó chúng tôi liền dạy họ chúng tôi có một số đồng tu thanh niên xuất gia giảng cho họ chúng ta an vui đều là niệm a di đà phật niệm ra được dạy họ cũng niệm a di đà phật cũng có người họ chân thật tin tưởng chân thật cũng niệm theo kỳ thật hiểu được giáo huấn chân thật nghĩa của phật đà y giáo phụng hành đem từng câu từng chữ trong kinh điển thực tiễn vào đời sống đời sống làm sao không an vui chứ thực tiễn vào công việc công việc nhất định nhẹ nhàng thoải mái làm được thành công viên mãn thực tiễn ở trong ứng đối qua lại không luận là người như thế nào ngay quán thân trái chủ đều biến thành bạn tốt đây là học vấn chân thật họ dụng chân thật tiên sinh đông phương mỹ ông hiểu được cho nên ông đem phật giáo giới thiệu cho tôi ông nói phật giáo là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh tôi cũng đem câu nói này của ông chứng minh đích thực là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh ngay đời này không uổng qua ngay đời này sống được rất thiết thực đời sống chân thật có giá trị sáu ba la mật đều sau cùng là trí tuệ bát nhã trí tuệ bát nhã là tiếng phạn phiên dịch thành trung văn là ý nghĩa trí tuệ tại vì sao không dịch gọi là tôn trọng không dịch bởi vì cái phật pháp mong cầu chính là cái điều này năm điều phía trước đều là thuộc về phương thức cái điều này mới là mục đích cho nên phật pháp là phương pháp của trí tuệ phật pháp là học vấn trí tuệ học phật không gì khác chính là mong cầu trí tuệ cứu cánh viên mãn chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề chỉ có trí tuệ mới có thể đạt đến tất cả viên mãn trí tuệ làm thế nào mà cầu nhất định phải y theo phương pháp cái phương pháp này chính là giới định huệ giới là thủ pháp lão sư dạy cho chúng ta những phương pháp này bà không chịu tuân thủ thì không còn cách nào thành tựu giáo học nhà nho nhà phật cổ đại dạy sơ học đều là ba điều kiện điều thứ nhất theo một lão sư không thể theo hai lão sư hoàn toàn nghe theo giáo huấn của lão sư ngoài lão sư ra bất cứ người nào cũng đều không được nghe chỉ nghe một người Nghe rồi, tâm của bạn liền được định, nghe người khác, lão sư này của bạn có vấn đề, vậy thì tâm của bạn lập tức mất đi lòng tin đối với lão sư, bạn liền đi tà đạo. Chỉ cho phép nghe một lão sư, đại đức tại gia, xuất gia khác, có cao minh hơn, có đức hạnh, tên tuổi hơn, đều không thể nghe theo một lão sư đến cùng. Điều kiện thứ hai Lão sư chỉ định khóa trình cho bạn Chăm chỉ nỗ lực học tập Lão sư không chỉ định Không được phép xem Điều kiện thứ ba Lão sư Lý chỉ định cho tôi Những gì đã học ở nơi khác Trước đây của anh Tôi không thừa nhận Tất cả phế bỏ Bắt đầu từ hôm nay anh theo tôi tất cả đều làm lại từ đầu ba điều kiện này là sư thừa từ xưa đến nay không ngoại lệ thế nhưng ngày nay thì không được ngày nay dùng ba điều kiện này tìm học trò nhất định không tìm được không có người chịu tin tưởng cho nên có thể tôi là người cuối cùng của thời đại này có được sư thừa tôi vẫn tin tưởng tiếp nhận dạy bảo của lão sư tôi cảm ơn đội đức đối với lão sư thực tế là không dễ dàng có được thành tựu là không dễ dàng có được ở lòng tin của chính mình từ bi của lão sư Chúng ta chính mình thật chịu học, lão sư thật chịu dạy. Cho nên thầy trò như cha con, còn thân thiết hơn cha con. Hiếu thân tôn sư. Đều ở ngay trong đó. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chỉ giảng đến đây thôi A Di Đà Phật. cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật